Kính thưa quý ông bà, anh chị em và các bạn trẻ thân mến, trong buổi tĩnh tâm cuối cùng hôm nay, chúng ta cùng chia sẻ với nhau đề tài hạnh phúc. Vâng, ai cũng khát khao hạnh phúc. Hạnh phúc, một điều ước muốn mà con người luôn luôn tìm kiếm. Từ xa xưa, triết gia Aristotle đã cảm nghiệm được điều này khi ông nói hạnh phúc là một cái mà tất cả mọi người đều tìm kiếm. Mọi người đều nỗ lực tìm đến hạnh phúc bằng mọi phương tiện và bằng bất cứ giá nào. Nhưng hạnh phúc là gì? Có nhiều quan niệm khác nhau. Nhưng phần chung, người ta coi hạnh phúc như một cái gì bên ngoài mà mình phải có được, như tiền tài, danh vọng, sức khỏe, sắc đẹp, địa vị, uy thế, quyền lực, thỏa mãn ước muốn, thỏa mãn danh vọng. Hiểu như thế thì hạnh phúc đồng nghĩa với sở hữu càng nhiều, hạnh phúc càng lớn, chiếm cứ càng lớn, hạnh phúc càng nhiều. Quan niệm hạnh phúc như thế được thể hiện nơi cuộc sống của rất nhiều người trẻ hôm nay trong thế giới kỹ thuật số. Thực trạng là vậy, không ít người trẻ coi hạnh phúc là khi có nhiều lượt like, comment, share các hình ảnh, bài viết mà mình đăng tải. Nhìn thấy ai đó đăng bức ảnh ở một nơi sang trọng, ăn mặc đồ hiệu, ta liền bấm like, trầm trồ ngưỡng mộ. Và điều đó kích thích sự phấn khích cũng như thúc đẩy nhu cầu thể hiện bản thân của ta trên mạng nhiều hơn. Nhiều người trẻ không kiềm chế nổi cơn khát muốn được nổi tiếng, đến độ sử dụng những việc làm, những phát ngôn gây sốc để được biết đến, dù những điều đó có làm giảm giá trị nhân phẩm của mình. Họ đắm chìm trong cuộc sống màu hồng trên mạng xã hội. Và hậu quả đó là gì? Chạy theo một lối sống như thế là ta đang bám víu vào một loại hạnh phúc ảo, một kiểu hạnh phúc nhỏ nhen và ích kỷ. Và chạy theo lối sống như thế là ta đang bám víu vào những giá trị mơ hồ, luôn lo sợ nó sẽ tuột mất bất cứ khi nào. Nó mơ hồ vì nó giả tạo, nó dễ vỡ vì nó mong manh. Vậy, đâu là hạnh phúc thật cho bạn và cho tôi? Câu trả lời phải tìm ở chỗ hạnh phúc thật là gì? Thưa, là được sống đúng bản chất của mình. Con chim ở trong lồng son không hạnh phúc, nó chỉ được hạnh phúc khi được bay nhảy thoải mái trong bầu trời bao la. Con cá chỉ được hạnh phúc khi được bơi lội tung tăng trong suối nguồn. Vậy, bản chất con người là gì? Blaise Pascal đưa ra câu trả lời, con người là cây sậy biết suy tư. Vì thế, khi nó sống theo lý trí, khi nó phản tỉnh trên những hành vi công việc nó làm, là lúc con người đang sống sát với bản chất của mình nhiều hơn. Nhưng chỉ dừng lại ở suy tư thì chưa đủ. Nhà thần học Théâtre de Sardin, một nhà thần học nổi tiếng người Pháp, nói hay hơn: Homo plus ego, con người vượt lên trên chính nó. Vậy vượt lên trên chính nó là gì? Thi hào Tagore trả lời: tôi là một với tuyệt đối thể, với bất tử và với toàn thiện. Tuyệt đối thể, bất tử và toàn thiện mà tôi vươn lên để kết hợp đó là gì? Giáo lý Hội Thánh Công Giáo trả lời, đó là Thiên Chúa. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo viết rằng, tận đáy lòng con người khao khát Thiên Chúa vì con người được dựng do Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với mình và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm được chân lý và hạnh phúc mà họ không ngừng tìm kiếm. Câu hỏi đặt ra, tại sao Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc của con người? Thưa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Bản chất của tình yêu là hạnh phúc. Ai ở trong tình yêu là ở trong hạnh phúc. Mà tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu hoàn hảo. Vì thế ta có thể nói Thiên Chúa là hạnh phúc hoàn hảo. Hạnh phúc thuộc bình diện hữu thể của Ngài, như mặt trời tỏa sáng và làm cho mọi vật được bao phủ ánh sáng, thì Thiên Chúa, Ngài cũng tỏa hạnh phúc và làm cho những ai đón nhận Ngài được hạnh phúc của Ngài bao phủ trọn vẹn.
Sai lầm của con người là đảo ngược mệnh đề, từ Thiên Chúa là hạnh phúc trở thành hạnh phúc là chúa tể. Khi đảo ngược mệnh đề như vậy, con người tự đi tìm hạnh phúc theo lăng kính và ý thích bản năng của mình. Vì thế, hạnh phúc mà họ xây dựng nên thường chỉ là những cơn say thoáng qua của giác quan. Đó chỉ là những niềm vui như pha lê, dù lộng lẫy và lôi cuốn, nhưng lại mong manh, có thể biến thành mảnh vụn bất cứ lúc nào. Chỉ mình Thiên Chúa là hạnh phúc thuần khiết, tuyệt đối, vĩnh cửu, siêu việt. Vâng, hướng về Chúa là khuynh hướng tự nhiên thuộc bản tính con người, như nam châm hút sắt, như thân xác cần hơi thở, như đất đai cần mưa trời. Không có Chúa, đời khô cằn, vô nghĩa, vắng bóng người, đời lạc lõng, đau thương. Trong nỗi khắc khoải hướng về Chúa, tác giả Thánh Vịnh 62 đã thốt lên rằng: ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa, linh hồn con đã khát khao Ngài. Tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước. Vịnh gia còn ví linh hồn con người khát khao tin Chúa với hình ảnh chú nai bên dòng suối mát. Vịnh gia viết rằng: như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Khát khao trái bỏng đó được giáo phụ Agostino diễn tả tuyệt vời trong tác phẩm tự thuật của Ngài: ôi con yêu Chúa quá muộn màng, ôi vẻ đẹp luôn cổ kính và luôn mới mẻ, trong khi Chúa ở trong con, nhưng con không ở trong Chúa. Nhiều tạo vật đã kìm hãm khiến con sống xa Chúa. Chúa đã gọi tên con, Chúa đã lớn tiếng kêu gọi con, Chúa đã đâm thủng đôi tay giả điếc làm ngơ của con, Chúa đã tạo ánh sáng chiếu soi và đả phá tan màn đêm tối dày đặc nơi con. Chúa thở ra hơi thơm ngọt ngào, con hít vào và con khao khát Chúa. Chúa đã chạm đến con và con luôn cảm thấy nung nấu được hưởng sự bình an của Chúa. Trong các loài hoa, có một loài hoa không những thân luôn mọc về phía mặt trời mà hoa cũng luôn luôn quay về phía mặt trời. Đó là hoa hướng dương. Những bông hoa mang sắc vàng rực rỡ này hướng về phía đông khi bình minh thức giấc, với cánh hoa mở rộng để đón nhận ánh sáng và sức sống của mặt trời, và sau đó di chuyển theo vị trí của mặt trời vào ban ngày trước khi quay về phía tây và hoàng hôn khi không còn mặt trời mọc nữa. Hoa hướng dương khép lại và thao thức chờ đợi bình minh ngày mới để mở ra đón lấy ánh sáng của mặt trời. Con người vì được tạo dựng bởi Thiên Chúa và cho Thiên Chúa, nên nó như đóa hoa hướng dương, tự thẳm sâu con người khát khao Thiên Chúa, và chỉ nơi Thiên Chúa mới làm cho đóa hoa cuộc đời tươi nở và tỏa hương. Kính thưa quý ông bà, anh chị em và các bạn trẻ, hơi thở nói em đã phả trên nhiều đường phố rồi, phố thì đã rực rỡ ánh đèn, và chúng ta cũng đang náo nức chuẩn bị cử hành đại lễ Chúa Giáng sinh. Mỗi dịp Giáng sinh về là một cơ hội cho ta nhìn lại mình đang đi tìm hạnh phúc nào. Phải chăng ta đang chạy theo hạnh phúc ảo của thế trần? Vì thế dù sở hữu nó, ta vẫn cảm thấy bất an, vẫn cứ chăn trở, vẫn cứ mỏi mệt. Vì thế Giáng sinh năm nay, chúng ta hãy cùng nhau quy hướng vào chiều sâu hơn, ý nghĩa hơn. Đó là mở rộng tâm hồn để đón Vua Trời ngự đến. Maranatha, lạy Chúa, xin hãy đến và cư ngụ trong tâm hồn chúng con. Chúa là nguồn hạnh phúc bất tận, và một khi có Chúa trong con là con có tất cả. Xin kính chúc quý ông bà, anh chị em và các bạn trẻ ngày đại lễ Giáng sinh và một mùa Giáng sinh được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, và cầu chúc mọi người cũng trở thành quà tặng cho nhau trong mùa Giáng sinh này qua những nghĩa cử hy sinh, bác ái và yêu thương ta trao cho nhau. Amen.